Đàm Văn Lễ sinh năm 1452, mất năm 1505, tự là Hoàng Kính, người xã Lãm Sơn, huyện Quế Dương, nay là thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Lễ và là tác giả của bài văn bia Chiêu Lăng Thần Đạo. Đàm Văn Lễ nổi tiếng là vị quan cương trực, ngay thẳng, hết lòng trung thành với vua Lê. Từ nhỏ, Đàm Văn Lễ đã nổi tiếng là thần đồng, thi hương đỗ giải nguyên. Năm 18 tuổi, Đàm Văn Lễ đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Kỳ Sửu, năm Quang Thuận thứ 10, 1469, đời vua Lê Thánh Tông. Khoa thi này lấy đỗ 22 tiến sĩ, trong đó đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân 2 người, đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân 20 người. Khoa thi này không lấy đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ. Khi mới vào triều, ông được trao chức Hàn Lâm Viện Hiệu Lý. Năm Quý Mão 1483, Đàm Văn Lễ giữ chức Hàn Lâm Viện Thị Thư cùng với thân nhân Trung biên soạn bộ Thiên Nam Dư Hạ Tập. Năm 1488, Đàm Văn Lễ được cử làm chánh sứ sang nhà Minh mừng vua Minh lên ngôi. Khi về, ông lại được vua Lê thăng chức. Khởi tấu bệ hạ, đoàn sứ bộ Đại Việt sang Kim Lăng mừng vua nhà Minh lên ngôi đã trở về à? Đàm Văn Lễ, các khanh đã vất vả rồi. Bệ hạ, đó là bổn phận của chúng thần. Khởi tấu bệ hạ, lần này đoàn sứ thần tới Kim Lăng được triều đình nhà Minh tiếp đãi rất trọng thể, được tân đế khen, khiến các nước lân bang càng thêm nể trọng Đại Việt ạ. Những năm qua triều đình ta không những rèn binh luyện tướng, bố phòng quân đội canh giữ vùng biên viễn, mà còn không ngừng phát triển giao thương, khiến cho đất nước ngày càng phồn thịnh. Tuy các nước láng giềng có phần coi trọng, nhưng có một lời của tân đế nhà Minh thì trẫm cũng yên tâm hơn. Với mối bang giao với nhà Minh, có được sự nể trọng của vua Minh, hẳn là có công rất lớn của Đàm Văn Lễ và các khanh rồi. Dạ, cũng là bởi Đại Việt được bệ hạ dẫn dắt, chúng thần được bệ hạ tin tưởng giao trọng trách, nên không dám lơ là. Lần này các khanh đi sứ đã lập công cho Đại Việt ta. Đàm Văn Lễ, trẫm phong khanh làm phó đô ngự sử. Vi thần xin tạ ơn bệ hạ. Sau khi được thăng chức phó đô ngự sử, Đàm Văn Lễ được cử làm giám khảo khoa thi điện năm Quý Sửu 1493. Sau đó không bao lâu, ông lại được thăng làm Thượng Thư Bộ Lễ kiêm Đông Các Đại Học Sĩ. Năm 1498, Đàm Văn Lễ cùng với thân nhân Trung, Lưu Hưng Hiếu vâng lệnh vua Lê Hiến Tông soạn bài văn bia Chiêu Lăng Thần Đạo, viết về công lao và sự nghiệp của vua Lê Thánh Tông. Năm Kỷ Mùi 1499, niên hiệu Cảnh Thống, vua Lê Hiến Tông lên ngôi, sứ thần nhà Minh sang sách phong. Đàm Văn Lễ vâng mệnh ra sứ quán bàn việc lễ nghi. Khi Lê Thuần được phong làm thái tử, vua Lê Hiến Tông đã cho Đàm Văn Lễ làm Tả Xuân Phường Hữu Dụ Đức, nhưng vẫn kiêm chức cũ. Năm 1504, vua Lê Hiến Tông bị bệnh nặng. Nguyễn Kính Phi là mẹ của hoàng tử Lê Tuấn, muốn con mình nối ngôi vua thay thái tử Lê Thuần, nên đã mang vàng tới hối lộ ông. Đàm đại nhân, nhà vua nay mắc trọng bệnh, những kẻ có ý phản nghịch sẽ thừa cơ hội này mà giấy quân làm loạn. Ông là bề tôi thân cận của nhà vua, cũng nên san sẻ âu lo với hoàng tộc. Kính Phi, việc này thần cùng các quan đã có bàn bạc, nhất định sẽ có bảo toàn cục diện, không để cho loạn đảng nổi dậy lúc này. Ta biết các ông một lòng trung thành, nhất định sẽ không để cho nhà vua lo lắng. Thế nhưng việc đưa một hoàng tử lên nắm quyền trong nay mai cũng phải được chuẩn bị, tránh để sự việc đáng tiếc xảy ra. Lê Thuần tuy đã là thái tử, nhưng tài đức còn chưa đủ. Trong khi đó, Lê Tuấn lại xuất sắc hơn người. Ông xem. Bẩm Kính Phi, chúng thần là kẻ bề tôi, việc ai là người kế vị, chúng thần chỉ có thể tuân theo chỉ dụ của nhà vua mà thôi. Đàm Văn Lễ, ông là cận thần thân tín bên cạnh nhà vua. Việc này
ông chỉ cần nói một lời tốt đẹp cho Tuấn Nhi, ta tin chắc nhà vua sẽ không xem nhẹ lời ông nói. Kính phi, xin thứ lỗi cho vi thần, không thể tuân theo lời của người được ạ. Ông sẽ phải hối hận. Vì không ủng hộ hoàng tử Lê Tuấn lên ngôi vua, nên sau khi vua Lê Túc Tông, tức thái tử Lê Thuần chết yểu sau nửa năm làm vua, hoàng tử Lê Tuấn được lập lên, tức vua Lê Uy Mục, đã giáng Đàm Văn Lễ ra làm quan ở Thừa Tuyên, Quảng Nam. Khi Đàm Văn Lễ đi đến sông Chân Phúc, Nghệ An, Lê Uy Mục sai người đuổi theo và ép ông tự sát. Ông gieo mình xuống sông chết. Năm đó, ông 54 tuổi. Sau này, khi vua Lê Tương Dực khởi binh lật đổ vua Lê Uy Mục, đã truy phong Đàm Văn Lễ để nêu gương tiết nghĩa. Hiện nay, ở nhà thờ tổ họ Đàm tại quê hương, con cháu dòng họ vẫn thường xuyên hương khói tri ân Thượng Thư Đàm Văn Lễ. Ông không chỉ là tấm gương tiết nghĩa mà nêu cao tinh thần hiếu học của người dân Kinh Bắc.